MU thắng nhiều nhất ở châu Âu. Ba cái tên được huấn luyện viên Ten Hag ca ngợi nhiều nhất là ai? Ở cuộc tiếp đón Leicester City, trong khuôn khổ vòng 24 Premier League, MU thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Marcus Rashford ở phút thứ 25 và 56 cùng pha lập công của tiền vệ cánh Jadon Sancho ở phút thứ 61. Với 49 điểm có được sau 24 trận, MU vẫn đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng họ đã thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên là Man City xuống còn 3 điểm. Thế nhưng, quỷ đỏ vẫn còn kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm dù thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Kể từ đầu mùa giải đến nay, MU đã chạm mốc 27 trận thắng, nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ nào ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Đồng thời, con số này nhiều hơn chính họ ở cả mùa giải trước tới 7 trận. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag đã lên tiếng ca ngợi ba cậu học trò bao gồm Rashford, Bruno Fernandes và thủ môn David De Gea. Huấn luyện viên ten Hag nói: "Leicester là đội bóng tuyệt vời, họ đã chơi thực sự tốt và gây khó khăn cho chúng tôi. Một phần nguyên nhân cũng xuất phát từ MU khi các học trò của tôi không tuân thủ kỷ luật lúc nhập cuộc. MU đã may mắn và nhờ có sự xuất sắc của David De Gea mà chúng tôi không để thủng lưới bàn nào. Những pha cứu thua của cậu ấy thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi MU đã biết cách khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Leicester. Đó là bàn thắng đẹp. Bruno Fernandes thực hiện đường truyền tuyệt vời, còn Marcus Rashford vẫn cho thấy sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Nhờ đó, đội bóng của tôi có lợi thế dẫn trước 1-0. Sang hiệp 2, sự xuất sắc của Bruno Fernandes giúp cho MU hoàn toàn kiểm soát thế trận. Toàn đội đã đặt Rashford vào đúng vị trí. Trong đó, vai trò của Bruno rất quan trọng, không chỉ chọc khe thông minh, cậu ấy còn có nhiều đường tạt bóng nguy hiểm.